Trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Chương trình phòng ngừa lao động trẻ em giai đoạn 2021-2030. Bảo vệ trẻ em trước dịch COVID-19. Kế hoạch triển khai các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn 2021-2030. Tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các chính sách pháp luật về trẻ em đặc biệt là phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em các cơ sở giáo dục chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh về bạo lực xâm hại trẻ em tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường gia đình xã hội trong kỹ năng phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền trẻ em